triển lãm ảnh và ra mắt sách Không ảnh đảo và bờ biển Việt Nam của nhà báo nhiếp ảnh gia Giảng Thanh Sơn đã diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng nay 4 tháng 10. Tham dự có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Đây là lần thứ 6 nhà báo Giảng Thanh Sơn tổ chức triển lãm và ra mắt công chúng sách ảnh do ông sáng tác theo nhiều đề tài khác nhau bằng phong cách riêng. Triển lãm lần này trưng bày 200 bức ảnh chụp những hòn đảo lớn nhỏ trên biển Việt Nam như Trường Sa Lớn, Yến, Cá Voi, Bình Ba, Phú Quý, Cù Lao Xanh, Cù Lao Chàm, v.v. Riêng sách ảnh Không ảnh đảo và bờ biển Việt Nam dày gần 400 trang, in số lượng lớn tác phẩm mà nhà báo Giảng Thanh Sơn chụp được từ trên không qua những chuyến bay cùng Trung đoàn Không quân Trực thăng 917, Sư đoàn Không quân 370 trong những đợt huấn luyện ra mắt vào Nam của đơn vị. Muốn chuyển tải cái lòng yêu quê hương, đất nước vì biển đảo, chuyển tải về cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam với thế giới, với bạn bè quốc tế. Cái điểm nhấn của quyển sách này đó là quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, cái điểm nhấn lớn nhất. Nó mới xuyên suốt đến những cái bờ biển trải dài từ mũi Cà Mau đến tận Vịnh Bắc Bộ. Thì các bạn biết rằng là bay qua những cái vùng như thế là nó có cái đã nó cảm xúc rồi, leo lên nhìn xuống là cảm xúc rồi. Nhưng mà qua cái vùng, có từng vùng nó cảm xúc thêm nữa. Khi mà tới nghe các anh phi công nói là tới cái vùng đó là cái vùng Quế chẳng hạn, vùng Thừa Thương Quế, là bay qua cái vùng khe thung lũng Khe Xanh, bay qua cái phía nam Trường Sơn, tới những cái vùng đó nó, mình nghe nói trên bản đồ Việt Nam trong chiến tranh, là bây giờ mình được dịp bay ngang qua phải nói là rất xúc động. Tại triển lãm, phong cảnh bờ biển cùng hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ của dải đất hình chữ S thiêng liêng thu vào ống kính của Giảng Thanh Sơn đã để lại nhiều ấn tượng khiến người xem xúc động. Tôi rất là xúc động bởi vì là đến đây tôi được nhìn thấy những các hình ảnh rất là đẹp của quê hương đất nước Việt Nam mà qua diễn tả của tác giả Giảng Thanh Sơn. Tôi rất tự hào về quê hương Việt Nam và biển đảo Việt Nam mà được tác giả Giảng Thanh Sơn đã ghi lên bằng hình ảnh của đất nước Việt Nam qua những các cái bức ảnh rất là tuyệt đẹp. Và cảm thấy là tự hào về quê hương Việt Nam, yêu dấu. Nhà báo nhiếp ảnh gia Giảng Thanh Sơn sinh năm 1957. Ông đã 5 lần xác lập kỷ lục quốc gia về nhiếp ảnh báo chí. Giảng Thanh Sơn từng tác nghiệp tại 89 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời tổ chức nhiều cuộc triển lãm ảnh cá nhân và xuất bản nhiều dự án sách song ngữ Việt-Anh.